thật xin gửi lời chúc năm mới luôn bình an, nhiều sức khỏe và vạn sự như ý đến toàn thể cán bộ nhân viên đã có mặt trong buổi tất niên ngày hôm nay của tập đoàn. Thì chúng ta sẽ đưa hai cái dây chuyền này vào hoạt động. Với hai cái hệ sản xuất này, chúng ta sẽ từng bước để tăng năng suất cũng như là phục vụ lại tối đa